Đây này, mình vừa mới nhận hàng cái con hút bụi công nghiệp nha các bạn. Xốp vác, con này của Mỹ nhá. Vừa mới mua được với giá 900 nghìn. Quá trời rẻ luôn. Mình lướt ở trên Google đấy, con này độc giá 2 triệu mấy này. Đây này, cái giá xốp thấp nhất ở trên Shopee, cái xốp khác là nó bán là 2 triệu rưỡi này các bạn ơi. Đấy, độc 2 triệu 8 này, rồi 3 triệu mấy này. Con này của Mỹ nhá. Mà mình mua mới bên phòng đi ngoài người ta bán có 900 nghìn. À, quá rẻ luôn. Trời, nó rẻ. Vì con này là hàng nội địa Mỹ nhá, nên nó xài điện 110. Anh em cần dùng một cái cục đổi nguồn như thế này, 3000W là dư công suất cho con máy kia rồi. Con máy kia công suất của nó là 2 ngựa, 1500W. Đấy, thì con này bên Phong DIY cũng bán nhá, giá 70.000. Thì cái hay của cái máy hút bụi này ấy, các bạn ạ, thì nếu như mà anh em cắm cái vòi này vào bên cái cửa này ấy, thì chúng ta sẽ có một cái máy hút bụi công suất lớn, với công suất là 1500W, tương đương với 2 ngựa các bạn nhá. Thì còn nếu như mà anh em á rút ra, mở cái nắp này ra và cắm sang bên này thì chúng ta sẽ có là một cái máy thổi bụi công suất lớn các bạn nhỉ. Đấy, cái đầu này lúc này nó sẽ trở thành cái đầu thổi bụi. Chúng ta có thể dùng cái này để thổi lá cây, hoặc là thổi bụi, hoặc là thổi cái gì đó tùy. Đấy, thì con này nó sẽ chạy điện 120V, 100 đến 120V theo cái tiêu chuẩn của Mỹ. Tại vì con này là con hàng nội địa Mỹ mà. Và cho nên để mà sử dụng ở Việt Nam ấy thì chúng ta sẽ cần có cái này. Đây là cái biến áp tự ngẫu các bạn nhé. Chuyển điện từ 220V xuống 100 hoặc là 120V để sử dụng cái điện áp phù hợp với lại cái con này. Đấy. Nhưng tuy nhiên là cái biến áp này ấy, thì sử dụng nó thì rất là ok. Nhưng mà nó có một cái vấn đề, đó chính là nó nặng với cồng kềnh. Được chưa? Nó nặng và nó cồng kềnh. Thì chúng ta có thêm một cái phương án khác, đó chính là sử dụng cái mạch cản điện như thế này. Đây là cũng là một cái mạch cản ra 110V hoặc là 120V đấy, tùy chỉnh bởi vì cái con vít ở trong lỗ này các bạn nhé. Trong đây có một cái chiếc áp này. Đấy, chúng ta tùy chỉnh được cái điện áp ra, từ nó có thể ra được từ mười mấy volt cho đến 220V luôn, rất là đa năng chuyên dụng. Thì cái động cơ ở trong cái con máy hút bụi này, nó là động cơ có chổi than, nó dạng động cơ của máy xay sinh tố đấy các bạn. Thì cái mạch cản này nó chạy ok nha. Đấy. Thì cái ưu điểm của cái mạch cản này thì ai cũng biết rồi, nó rất là nhỏ gọn và chúng ta có thể là tích hợp luôn vào trong cái máy này. Lát nữa thì mình sẽ tích hợp luôn nó vào trong cái máy này để cho nó cơ động hết sức có thể, được chưa? Còn cái biến áp này, nếu như mà anh em sử dụng cái máy này tại một vị trí cố định thì nên dùng cái biến áp này. Bởi vì cái biến áp này thì nó sẽ cho ra cái điện nó giống như điện lưới. Thì nó sẽ hoạt động trơn tru với mọi loại thiết bị, được chưa? Còn cái con mạch cản này thì nó sẽ kén thiết bị, các cái động cơ không đồng bộ một pha, dạng rô to có lồng sóc thì là không sử dụng được với cái này. Và lâu về dài nó sẽ hỏng động cơ. Còn đối với động cơ có chổi than thì vẫn cứ là ok các bạn nha. Đấy. Bây giờ để mà tránh cho người nhà cắm nhầm điện cái này vào 220V thì mình sẽ tích hợp thẳng vào trong cái con máy, cái mạch cản này vào trong cái máy kia các bạn nha. Cái động cơ của nó mấy lớp vỏ luôn các bạn ạ. Đấy, đúng là hàng của USA có khác các bạn. Kinh khủng thật. Và toàn những cái con vít vặn nó to chà bá luôn. Nó to cỡ đầu ngón tay luôn. Kinh khủng chưa các bạn. Úi giời. Đây là cái động cơ này, vẫn còn lượt vít nữa. Dã man. Đây là cái khối động cơ của nó này các bạn ơi. Nhìn nó nhỏ thôi nhưng mà nó khôn lắm các bạn. Bên trong nó có cả số má này. Tại vì đằng trước là nó có một cái con vít chặn phe nữa, chặn cánh nữa, nên là mình không muốn tháo nó ra. Nhưng mà cái động cơ này nhìn rất là ok nha. Động cơ mới. Hàng này nó là hàng mới mà. Đấy, không hiểu sao bên Phong DIY lại nhập được cái giá rẻ như vậy. Và các bạn đã nhìn bên trong này, số má này. Anh em nếu như ở trên video chưa chắc là nhìn thấy. Số má của nó rất chi là rõ ràng luôn. Trong đây đấy, trong cái chỗ cái tờ giấy này các bạn. Đấy, anh em nhìn này, của động cơ. Bây giờ chỉ có việc là độ cái mạch kia nó vào đây thôi. Thì nó chỉ có một đầu vào cái mạch này.
Thì cái mạch này nó chỉ có một đầu vào và một cái đầu ra. Vậy cho nên là cứ thế mà độ vào thôi các bạn. Không cần phải có kiến thức đâu. Ai cũng có thể độ được nhá. Mình sẽ tháo cái này ra. Thì nói chung là mình là thợ thì làm cái này một cách dễ dàng. Còn nếu như mà người dùng bình thường thì anh em cũng phải có đầy đủ đồ nghề thì mới làm được. Chứ còn độ cái này thì cũng không có cái gì là khó khăn cả các bạn nhé. Dễ lắm. Tại vì nó cứ đầu vào và đầu ra thôi chứ nó không có cái gì quá cao siêu cả. Đây, cái mạch cản điện thì thực tế mà nói là nó rất là nhỏ gọn. À, cái này quên đấy các bạn. Mạch cản thì nó sẽ cắt một dây ra. Đấy, xong sau đó là nó sẽ đấu nối tiếp vào cái đường vào thì chúng ta chỉ cần hãm một cái dây ra, cắt một cái dây ra xong đấu nối tiếp vào hai cái dây của cái mạch cản này, thế là xong thôi. Đấy, thì chúng ta sẽ set up một cái mức để cho cái mạch này nó hoạt động sẵn ở một cái ngưỡng nào đấy. Ví dụ như ở đây cái biến trở này, nó xoay này, chúng ta set cho nó về đúng 120V, hoặc là nếu như muốn mạnh hơn một chút nữa các bạn có thể set cho nó lên 130V để cho nó chạy. Đấy, thì là anh em có thể là xong sau đó là anh em cài nó vào đây, làm nó vào trực tiếp trong máy này, thì là khi mà chạy thì nó sẽ ok nhất có thể các bạn nhá. Đấy, là mình đã nối trực tiếp nó vào đây rồi các bạn. Đấy, các bạn không lo là nó chém vào cái cánh này đâu, bởi vì trong cái cánh này nó có một cái lồng đỡ. Bọn Mỹ nó làm rất chi là cẩn thận luôn các bạn nhé. Nó có một cái lồng cỡ đỡ này nên cái này nó không va vào cái cánh tản nhiệt này đâu. Và nếu như mà anh em không gì thì bỏ cái có thể bỏ cái dây tiếp địa ra đấy, cho nó đỡ vướng các bạn nhé. Anh em có thể cắt bỏ đi, bởi vì là cái dây tiếp điện này nó là một cái tiêu chuẩn của các thiết bị điện tại Mỹ bắt buộc phải có. Nhưng mà đối với ở Việt Nam mình thì là tiếp địa là một cái thứ gì đó không có giá trị, nên là anh em có thể bỏ nó đi bởi vì nó cũng không cần thiết, được chưa? Mà các cái hệ thống điện gia đình của Việt Nam mình chẳng có cái nào có tiếp địa cả. Ok, bây giờ mình như thế này là ok rồi. Đấy, nó cứ thế mà đặt vào thôi các bạn. Đây, anh em cần thiết thì bọc cái này vào một cái gen co hoặc là cuốn băng dính đen vào cho nó đỡ chạm chập với những cái đầu dây bên trong này là ok. Đấy, rồi bỏ nó vào là được các bạn nhé. Bây giờ là mình có thể cắm cái này vào điện 220V bình thường các bạn nhé. Đấy, mà không lo bị cắm nhầm điện 220V. Lực hút rất mạnh luôn các bạn nhé, cực kỳ mạnh luôn đấy, đúng là hàng công nghiệp của khác. Bây giờ mình sẽ tiến hành là lắp cái cần của nó vào và đi hút thử để cho các bạn xem cái sức mạnh thực tự của cái con này nó là như thế nào anh em nhé.
Ok đấy. Ok. Vớt hết lúc này nước. Ok đấy.